Tiếp theo đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng đến với giải Olympic Bowl 2022, một ván cờ vô cùng hay tại vòng 4 khi Uông Dương đại chiến Triệu Kim Thành với tuyệt kỹ phế mã đạp tượng vô cùng hay của thần cờ Liễu Đại Hoa. Liệu đệ tử của ông là Uông Dương có thể vận dụng thành công để vượt qua vòng đấu khó khăn này không? Xin mời quý vị cùng thưởng thức.